Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin lúc chiều, tôi đã nói cho các bạn về những phát biểu mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga liên quan tới vấn đề Việt Nam và Hoa Kỳ vừa nâng cấp trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một câu trả lời đủ thông minh, đủ tinh tế, xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả chúng ta. Rõ ràng, một trật tự thế giới đơn cực như trước đây đã kết thúc. Đây cũng không phải là lời tôi nói, mà nó lại tới từ chính miệng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Sau tất cả, thì cuối cùng những người Mỹ cũng đã phải thừa nhận điều này. Trả lời trong một cuộc họp báo ở Washington, Blinken đã nói rằng một kỷ nguyên cũ đã kết thúc và một kỷ nguyên mới đang bắt đầu hình thành. Những quyết định mà chúng ta đưa ra bây giờ sẽ định hình cho tương lai của nhiều thập kỷ tới. Trật tự thời hậu chiến tranh lạnh đã kết thúc khi nhiều thập kỷ ổn định địa chính trị tương đối đã nhường chỗ cho sự cạnh tranh ngày càng gắt gao với các cường quốc độc tài. Không khó để hiểu hàm ý Blinken muốn nhấn mạnh các cường quốc độc tài này là ai. Ông ấy nhấn mạnh rằng Bắc Kinh và Moscow đang hợp tác cùng nhau để đảm bảo thế giới an toàn cho chế độ chuyên chế thông qua quan hệ đối tác không giới hạn của họ, đang cố gắng định hình lại thế giới bằng cách cố gắng viết lại hoặc phá bỏ các trụ cột của hệ thống đa phương mà họ tuyên bố rằng đây là một sai lầm, rằng trật tự tồn tại chỉ nhằm thúc đẩy lợi ích của phương Tây, gây ra bất lợi cho phần còn lại của thế giới, một toàn cầu đang phát triển. Nhưng không, hệ thống mà họ đang cố gắng phá bỏ hoặc thay đổi là hệ thống của chúng ta. Nó phục vụ cho lợi ích của tất cả chúng ta. Xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh rằng một cuộc tấn công vào trật tự quốc tế ở bất cứ đâu sẽ làm tổn thương người dân ở khắp mọi nơi. Và Mỹ muốn đảm bảo Ukraine đánh bại Nga và thoát ra khỏi cuộc xung đột này với tư cách là một nền dân chủ sôi động và thịnh vượng. Vâng, tôi luôn gửi cho các bạn bài phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thì bây giờ tôi cũng phải gửi cho các bạn những thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để chúng ta có sự tương tác và so sánh lẫn nhau. Vâng, ông ấy gọi Nga và Trung Quốc là những cường quốc độc tài đang cố gắng muốn phá hủy trật tự của thế giới. Nhưng rõ ràng nếu đây là một trật tự của thế giới mong muốn, thì tại sao Mỹ và một phương Tây tập thể luôn tìm mọi cách dìm các quốc gia không đi theo nó và sẵn sàng trừng phạt các quốc gia đứng ở bên Nga và Trung? Vâng, vẫn là câu nói. Vấn đề của phương Tây thì là vấn đề của thế giới, nhưng vấn đề của thế giới chưa chắc đã là vấn đề của phương Tây. Ta nên hiểu điều này như thế nào? Nếu dịch theo đúng nghĩa thì chúng ta cần hiểu là vấn đề lợi ích của Mỹ thì là vấn đề của thế giới, còn vấn đề của thế giới thì Mỹ phải xem việc mình tham gia có lợi ích hay không. Nó cũng giống như trật tự thế giới mà Blinken nói, rõ ràng nó là một trật tự được những người Mỹ xây dựng lên, chứ thế giới nào có nghĩ ra, và bây giờ nó bị lung lay bởi các cường quốc là Nga và Trung Quốc. Thì những người Mỹ mới muốn va víu, mới muốn tuyên bố rằng đây là trật tự của tất cả chúng ta và những kẻ độc tài là Nga và Trung Quốc đang cố gắng muốn phá bỏ nó. Mỹ sẽ không bao giờ để điều này xảy ra, bla bla bla. Được rồi, nó giống kiểu Hoa Kỳ đang muốn làm chúa cứu thế, nhưng nhìn lại bàn tay thì máu ở trên tay họ lại là nhiều nhất. Hãy xem các công dân tới từ phương Tây đánh giá như thế nào sau những lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Một tài khoản có cái tên khá là kỳ dị, đó là Biden, là kẻ đánh bom đường ống dòng chảy phương Bắc, đã bình luận như sau. Ông ấy nói về việc ổn định địa chính trị, nhưng lại phá hủy toàn bộ Trung Đông, ủng hộ và đứng về phía một nhà nước tội phạm phân biệt chủng tộc, âm mưu tiêu diệt Iran trong 40 năm qua, phá hủy Venezuela và chưa bao giờ cho phép quốc gia này phát huy hết tiềm năng thực sự với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của khu vực Tây Bán Cầu. Trong khi khu vực Trung Mỹ thì hỗn loạn, còn châu Phi đơn giản là bị cướp. Trong khi đó, một tài khoản tên là Mohi thì bình luận như sau. Mỹ không phải là nơi tốt nhất để ở. Căn nguyên của mọi tội ác là hạt giống tới từ Mỹ, quốc gia khốn nạn nhất trên thế giới gieo xuống. Trong khi đó, một tài khoản tên là Mona bình luận như sau. Chuyện này thật buồn cười và mỉa mai quá. Mỹ mới là cường quốc độc tài nhất trên thế giới. Nếu bạn không tuân theo sắc lệnh của họ, thì họ sẽ ra lệnh đảo chính hoặc bắt đầu ném bom vào quốc gia của bạn. Vâng, hóa ra các công dân tới từ phương Tây cũng khá là hiểu chuyện. Khi những người Mỹ chỉ trích một quốc gia khác độc tài, chúng ta có thể hiểu rằng đây là những quốc gia đang đứng lên để chống lại một đế chế độc tài lớn nhất trên thế giới này, đó chính là những người Mỹ. Và đế chế này được hình thành, tồn tại và giúp đỡ bởi rất nhiều kẻ ăn theo nói lèo. Vâng, và kẻ đó chính là Liên minh châu, như các bạn đã biết. Đây chính là một trong những châu lục chống Nga một cách quên lối về nhất. Trong một động thái mà chính Bộ Ngoại giao Nga cũng đã phải chỉ trích, thì tất cả các quốc gia vùng Baltic đã thực thi chỉ thị của Liên minh châu ngay lập tức. Đó là ngăn cản những công dân của Nga được hưởng quyền tự do của EU trong ngoặc kép. Đúng là một thế giới đảo lộn. Đây có lẽ là một cuộc thử nghiệm của Liên minh châu. Sau khi áp dụng với công dân Nga, có thể họ sẽ áp dụng cho các công dân của chính mình. Theo như tờ Kiev Independent cho biết, thì các quốc gia như là Lithuania, Latvia, Estonia đã ra một lệnh cấm các công dân của Nga nhập cảnh vào quốc gia của họ, bao gồm tất cả các tài sản đi kèm có liên quan. Điều đó cũng có nghĩa là nếu các công dân của Nga chẳng may mà đi vào trong quốc gia này, thì họ có khả năng sẽ bị tịch thu hết tài sản, đến cái xịp cũng không còn có để mặc về nữa. Nghe có vẻ rất thú vị phải không nào? Nó giống như là một số bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng xem, nói về bọn thổ phỉ. đại loại như kiểu đường này ông mày mở, lộ này chưa được khai thông, nếu muốn đi qua đây thì mau nộp tiền mãi lộ. Nó lại làm tôi nhớ tới một câu ngạn ngữ mà bây giờ chúng ta nên thay đổi rằng: con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là châu Âu. Không những không cảm thấy xấu hổ vì hành động này, chính ngoại trưởng của Estonia là Magnus còn hồ hởi tuyên bố với truyền thông rằng họ không được chào đón ở đây để tận hưởng những đặc quyền mà nền tự do dân chủ mang lại cho đến khi Ukraine giành được chiến thắng. Đời tôi chưa bao giờ nghe một tuyên bố đầy hoang đường như vậy. Nó có nghĩa là những người Nga không xứng đáng để hưởng nền tự do dân chủ. Vì vậy, châu Âu sẽ biến thành thổ phỉ để cướp đoạt tài sản của Nga. Được biết rằng các quốc gia như là Lithuania, Latvia và Estonia sống nhờ vào nguồn du lịch cũng như năng lượng chủ yếu tới từ Nga. Chẳng phải mới cách đây không lâu, chính thủ tướng của Estonia là Kaja Kallas đã lòi ra một vụ scandal động trời khi mà bà ấy cấm mọi công dân của Estonia giao dịch cũng như làm ăn với cả Nga, trong khi chồng bà ấy lại là người làm ăn tợ nhất. Thế mà giờ đây họ lại đồng lòng ra một tuyên bố, đó là thu hết tài sản của Nga như thổ phỉ nếu đi qua biên giới của họ. Đây chẳng phải là ăn ốc ăn cả vỏ, tự nhổ tự liếm. Trong truyền thuyết thì là cái gì đây? Chúng ta lại xem các công dân của cả thế giới nói gì về câu chuyện của những người châu Âu. Một tài khoản tên là Iris bình luận như sau: nó sẽ phản tác dụng đối với cả họ, giống như tất cả các biện pháp trừng phạt mà họ đã áp dụng đối với cả Nga. Những quốc gia này sẽ mất đi công việc kinh doanh có giá trị, người Nga sẽ chuyển sang một nơi khác để giải trí và thực hiện các giao dịch kinh doanh. Nó giống như Ship và nhiều khu vực khác, việc thiếu khách du lịch Nga đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, một tài khoản tên là Daniel và bình luận như sau: người Nga sẽ luôn được chào đón ở Mexico. Chúng tôi có những bãi biển đẹp mà họ chưa bao giờ thấy ở châu Âu, đồ ăn ngon và rất nhiều sự tôn trọng dành cho những công dân Nga. Chúng tôi chưa bao giờ có chiến tranh với cả Nga. Chúng tôi đã chiến đấu với người Mỹ 2 lần, cả người Pháp, người Tây Ban Nha và người Anh. Trong khi đó, một tài khoản tên là Freedom đã vào bình luận như sau: không thành vấn đề, đó là một chính sách lố bịch. Nhưng sau đó, người Nga có thể khám phá ra nhiều quốc gia khác là nơi mà du lịch dành cho các công dân Nga sẽ nở rộ. Cuối cùng, Liên minh châu Âu sẽ tự bóp mình một lần nữa và sẽ phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt do chính mình gây ra về thiệt hại kinh tế, du lịch và nhiều thứ khác. Nó sẽ khiến cho nhiều công dân của họ khó chịu. Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt này thật sự đang gây thiệt hại cho chính các công dân của họ hơn là cho các công dân Nga. Nga quá rộng lớn để có thể bị cô lập. Và thế giới này cũng đâu có ai muốn cô lập Nga ngoài một phương Tây tập thể tự hô hào rằng thế giới này đang ở bên họ. Chà chà, sự tuyên truyền này được chính quý bà Ursula von der Leyen, người đang chạy đua với thời gian để có thể một lần nữa tiếp tục được giữ vững chức chủ tịch Liên minh châu Âu trong lần bầu cử sắp tới. Trong một thông điệp gửi cho toàn bộ khối, bà ấy nói rằng Ukraine là tương lai của EU, nhưng Hungary bị coi là một sự cản trở. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen nói với Nghị viện châu Âu rằng Ukraine đã đạt được những bước tiến lớn kể từ khi được chỉ định làm ứng cử viên vào năm ngoái, ngay cả khi nước này đang chiến đấu để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Tuy nhiên, các quốc gia ứng cử viên cần phải đáp ứng một loạt các tiêu chí cả về mặt chính trị và kinh tế để có thể bắt đầu tiến tới tư cách thành viên của EU. Ukraine cũng giống như các thành viên khác, cần phải đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt hơn về dân chủ, pháp quyền, tiêu chuẩn kinh tế trước khi họ có thể thực sự gia nhập. Vâng, đúng là đãi mồi mà. Cũng giống như các tiêu chuẩn của NATO thì EU cũng có những tiêu chuẩn của mình. Và Ukraine, tôi nói trắng ra là vào lúc này họ chẳng đáp ứng được bất kỳ một tiêu chuẩn gì hết. Nền kinh tế thì là đi ăn xin, trong khi quốc gia thì đang có chiến tranh. Là các bạn có dám nhận một con nghiện lâu năm chỉ biết ăn, rồi phá, không hề có khả năng kinh tế? Nhưng EU bị rơi vào một thế khó. Họ đứng về phía Ukraine, luôn hô hào về nền tự do dân chủ. Thế nên là biết tìm lý do gì để từ chối Kiev đây. Vâng, con bài mà họ sử dụng đó chính là Hungary, một quốc gia vừa là thành viên của NATO và EU. Họ đổi hết trách nhiệm cho quốc gia này là nguyên nhân chính khiến cho Kiev không thể gia nhập được khối. Mà của đáng tội là từ khi cuộc chiến này diễn ra, Hungary luôn tỏ thái độ là ghét Ukraine như mẻ. Chính vì vậy, một nhà ngoại giao cao cấp của EU giấu tên đã bí mật nói với truyền thông và nhắn nhủ rằng truyền thông cố gắng bí mật nói với cả thế giới rằng đối với Ukraine, trở ngại lớn nhất là Hungary, chứ không phải là chúng tôi làm khó không cho họ vào. Chính thủ tướng của Hungary Viktor Orbán đã có một mối quan hệ rất nồng ấm với cả Moscow trong nhiều năm qua, bởi vì Hungary chủ yếu sống dựa vào nguồn năng lượng tới từ Nga. Trong khi đó, Hungary cũng tỏ ra là bất trị khi mà đã công khai chỉ trích chính Liên minh châu Âu và Ukraine. Chính ngoại trưởng của quốc gia này là Peter Szijjártó trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã công khai nói rằng chính sách của châu Âu đang vô cùng tồi tệ khi biến cuộc chiến Ukraine từ một cuộc chiến của những cá nhân đơn lẻ đã trở thành một cuộc chiến mà khiến cho thế giới này bị chia cắt và phân mảnh một lần nữa. Lẽ ra họ nên cô lập cuộc chiến này, nhưng thay vào đó, EU lại toàn cầu hóa nó. Không chỉ Nga, họ công khai nói rằng muốn tách khỏi nền kinh tế ra khỏi Trung Quốc, nhưng phía sau thì họ lại lặng lẽ tìm kiếm các nguồn đầu tư của Trung Quốc. Đây chính là sự đạo đức giả. Không giống như Liên minh châu Âu, Hungary luôn công khai tuyên bố chính sách đối ngoại của mình với toàn thể thế giới rằng nếu tách rời nền kinh tế của chúng tôi ra khỏi Nga và Trung Quốc thì ngay cả khi thành công, điều đó cũng sẽ giết chết nền kinh tế của Hungary. Theo tôi, Hungary chính là một quốc gia duy nhất của Liên minh châu vô cùng thẳng thắn và đặt lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu. Như các bạn đã biết, Tổng thống Zelensky đã thực hiện một lệnh huy động đối với người tị nạn Ukraine ở các quốc gia châu. Trước sức ép của truyền thông và thế giới, một số các quốc gia thuộc EU đã phải lên tiếng sau sự kiện này. Đầu tiên là Cộng hòa Séc vào ngày hôm nay đã tuyên bố rằng họ sẽ không gửi những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ của Ukraine với tư cách là người tị nạn trở về theo yêu cầu của chế độ Kiev. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Séc Vladimir Repka đã trả lời trước truyền thông rằng theo Công ước của châu, chúng tôi sẽ loại trừ việc dẫn độ đối với các cáo buộc như đảo ngũ hoặc trốn quân dịch. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng nếu Ukraine yêu cầu dẫn độ cá nhân đơn phương với lý do đây là một hành vi phạm tội thì phía Séc sẽ xem xét để thực thi. Trong khi đó, phía Hungary thì ngược lại, họ đã loại trừ hoàn toàn bất kỳ một sự dẫn độ nào trở về Ukraine. Phó Thủ tướng Hungary Semzen đã nói với truyền thông rằng chúng tôi sẽ không điều tra bất kỳ một người tị nạn Ukraine nào để xác định xem họ có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự hay không. Hungary sẽ không dẫn độ họ về Ukraine. Tất cả những người tị nạn ở Ukraine đều sẽ an toàn ở Hungary. Trong khi các quan chức tới từ Đức cũng đã trả lời truyền thông của mình rằng Berlin cũng không hề có ý định gửi trả lại những người tị nạn đủ điều kiện nhập ngũ vì việc đào ngũ và trốn quân dịch không phải là một tội theo luật của Đức. Được biết rằng có khoảng 123.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự đang tị nạn ở Đức. Trong khi đó, Áo cũng là quốc gia đầu tiên từ chối dẫn độ nam giới trong độ tuổi nhập ngũ. Hiện tại có khoảng 14.000 người có khả năng nhập ngũ ở Áo, trong khi có 101 người tị nạn Ukraine đang ở quốc gia này. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Áo đã trả lời trước truyền thông như sau: đây là một sự xâm phạm lớn đối với tư cách nhà nước của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy là 4 quốc gia này tạm thời từ chối việc dẫn độ các công dân Ukraine về nước. Nhưng 4 quốc gia cũng thể theo nguyện vọng của chế độ Kiev là từ nay họ sẽ từ chối tiếp nhận các nam giới tị nạn mới. Trong khi đó, truyền thông Hungary xác nhận rằng dường như Ba Lan đã bắt đầu gửi một số người tị nạn Ukraine trở về Kiev. Điều này khiến tôi không cảm thấy bất ngờ. Đơn giản rằng nếu Ukraine có làm sao thì tiếp theo sẽ là cuộc chiến để chiến đấu tới những người Ba Lan cuối cùng. Vậy nên Ba Lan có gì mà không dám hy sinh những người dân tị nạn của Ukraine ở quốc gia của họ. Đúng là một châu hề hước loạn cào cào lên chỉ vì chống Nga. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.